Tổ công tác 161 Công an Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa thì phát hiện hai đối tượng, Nguyễn Vũ Công Tùng 33 tuổi và Trưng Bá Tùng 55 tuổi. Cả hai đều ngụ tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện Công Tùng đang tàn trữ 4 viên kẹo nghi ma túy đá và một ít bột màu trắng nghi heroin bọc trong tờ tiền 2.000 2000 vụ việc sau đó đã bàn giao cho công an cơ sở xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật